Xin kính chào các bạn các vị. Ngày xưa thì cách đây mới có mấy hôm thì có cái ông anh này là đi du lịch một mình, ông FA vãi trưởng, ông đã khám phá ra là cách xem porn tại khách sạn. Đây ông này đây. Đó. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn được xem porn ở khách sạn. Điều mà có lẽ Việt Nam các bạn sẽ không tìm ra được, nhưng ở một đất nước thế này thì người ta cho xem porn thoải mái trên TV. Đây là cái TV bình thường như mọi TV khác, tuy nhiên họ được tích hợp một cái dịch vụ hút máu người chơi bằng cách là chúng ta sẽ lựa chọn vào phần select. Chúng ta sẽ mở ra một cái mục menu ẩn mà nó là một cái phím rất to dễ tìm thấy ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có các cái lựa chọn xem phim, như là các cái phim vẫn đang ở ngoài rạp mà có thể xem được luôn này. Chém phim này lên phim mới .net đầy. Thật qua mới không ở Việt Nam thôi. Chuyên mục dành cho trẻ em, Hot Deer, TV5, Monday Cinema và cái ta chờ đợi nhất là Adult Zone. Và đây là cái chúng ta sẽ được xem những cái bộ phim mà có hình cái lửa cháy như này là biết là cái gì rồi đấy. Cọ sát nhiều mà. Rồi, đây. Đây là review chương trình. Anh em nào xem được không xem thì tắt ngay đi. Thì mình thích cái thể loại phim này. Hai gay stepson. Tức nghĩa là ông này là con của cái ông mà thằng này nó sẽ lấy. Thì tức nghĩa là hai thằng này là nó giao thông với nhau. Thể loại này mình xem và tìm hiểu kỹ thì mình biết cái bộ này. Running Latin này. Đấy, chúng ta còn có bàn massage, series hít xác không biết cái này là cái gì. Extreme outdoor luôn. Đấy, ra ngoài trời nhá, thể loại extreme. Happy ending massage. Massage có phiên bản là kết thúc có hậu này. Spring break này. Ui dồi, rất nhiều loại phim đây thì các bạn có thể lựa chọn. Có cả thể loại ngây thơ và đặc biệt là đây là thể loại mình khá thích trong số top 5 loại mình thích, đó là office lady này, sinh viên này, văn phòng này, y tá thì đây là có y tá. Cô này thì cô ấy bị một cái căn bệnh rất là đáng thương là cô bị ung thư quả tạ. Cô có được quả tạ thì các bạn thấy rất là tội cô ấy, mà cô ấy gầy gò hốc hào rất là thương. Hay là cô này mít này là viết tắt của cái gì thì các bạn có thể tra Google. Đấy, nhìn bà mẹ mít, nhìn mặt khổ chơi cho con bú nhiều quá, dài hết cả mặt ra đi. Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ được lựa chọn một cái bộ phim nào đấy. Má ban đầu chỉ có hai thằng trượn vào phim thành 4 thằng luôn. Hai ngày xếp son mà lên thành 4 thằng. Nhìn họ hạnh phúc chưa? Ta bảo rồi, trước khi tìm thấy được người đàn ông của mình, ai cũng tưởng là yêu phụ nữ. Thì bộ phim này có giá là 19,99 đô, là 20 đô cộng với lệ thuế. 506.000 là các bạn sẽ có được 1 tiếng rưỡi phút mây mưa với bản thân. Và mới đặt 500 đấy, nếu các bạn về đồ sơn thì có thể ăn ghẹ rồi tàu nhanh tàu chậm. Dự nhiên là các bạn muốn ăn sò thì giá cũng phải cao hơn, mà sò đấy có cả thuế hoặc là quẹt thẻ nữa. Cứ thẻ nó quẹt qua sò luôn, không cần phải máy. Và đấy là toàn bộ cái bài trên tay và chia sẻ của mình về cái chương trình TV rất là xịn tại một khách sạn 4 sao. Sao bên Mỹ sẽ rất nhiều cái vui chơi các bạn. Mình không đủ tiền xem này được thôi thì ta lại lên hội trời đất mà ta tìm hiểu thêm tư liệu vậy. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.